con đường Phan Văn Trị của quận Gò Vấp đây các bạn. Đây chúng ta sẽ tới địa chỉ là đối diện phòng cháy cháy của quận Gò Vấp, C22 đường Phan Văn Trị, phường 7 quận Gò Vấp. Và chúng ta sẽ thưởng thức quán mì Gia Giòn. Vào số lượng xe các bạn có thể thấy là khách vào quán mì gà Gia Giòn rất là đông, từ những khu vực ngồi ở ngoài hẻm cho đến khu vực chính. Đây rất là đông khách rồi. Rất là đông các bạn trẻ, bạn học viên, sinh viên và cả những gia đình. Đầu bếp và những nhân viên của quán luôn tất bật phục vụ. Gà giòn và bò né thì một suất thì có giá từ 30.000, 35.000 tới suất bò đặc biệt thì có giá 45.000 thôi. Thì những cái món gọi thêm thì cũng rất là bình dân, đang lành 2.000, bánh mì 3.000 nè, mùi viên, bò viên, đùi gà thì có giá từ 10 đến 20.000 thôi. Đây các bạn có thể thấy giá cũng rất là dễ chịu chứ không phải là quá mắc, nên là rất đông các bạn trẻ rủ nhau tới đây để ăn những cái món ở đây, một không gian rất là đông đúc.
dùng để chiên gà da giòn, những cái đùi gà tươi thế này và to, rất là to, được đầu bếp bỏ vô một cái vỉ và xếp lớp và chiên ở nhiệt độ rất là cao. Một cái xúc như thế này mình chiên trong khoảng bao nhiêu phút anh? 10 phút rồi. Thank you.
hành vào trong cái bò né, và sau đây sẽ là màn tập trứng không la vào. Cái đó là xúc xích phải không em? Thử khách có thể gọi thêm thành phần cho cái bò né của mình, có xúc xích và pate hoặc là chả. Một phần thì bao nhiêu tiền em? Dạ phần này được 45.000. 45.000 phần này, còn cái pate và thịt bò là chả. Gà giòn nổi tiếng tại quận Gò Vấp và cả món bò né nữa. Anh đang làm bò né. Dạ em chào anh. Dạ cho em hỏi anh tên gì ạ? Mình tên Tuyên. Dạ. Anh ơi cho em hỏi là quán mình đã bán được bao nhiêu lâu rồi ạ? Bán được 4 năm rồi. 4 năm rồi. Có chi nhánh nào khác ngoài chi nhánh này không anh Tuyên ha? Dạ. Quán mình là mở từ mấy giờ mấy giờ anh Tuyên? 2 giờ. Là 2 giờ chiều hả anh? Tới 11 giờ đêm. Thank you.
rất là đông. Buổi phần mì gà da giòn sẽ gồm một tô mì, có thể là mì tươi hoặc là mì khô hoặc là mì tôm theo cái gu của khách, thì sẽ kèm chén nước súp và một ly nước Pepsi. Đây là hai bác lớn tuổi đang ghé ăn cùng nhau. Đấy, có một không gian cũng không có là quá lớn mà quán bán rất là đông. Đây rất là ngon nên mọi người